Thành phố Hồ Chí Minh, bé trai nuốt đồng xu mắc ở cổ khi đi chúc Tết trong ngày đầu năm. Toàn quốc mở cửa trường học ở tất cả các cấp từ ngày mùng 7 đến ngày 14 tháng 2. Bắt người phụ nữ vận chuyển 72 bánh chất cấm vào ngày mùng 3 Tết. Kẻ cướp giật dây chuyền người đàn ông ngày mùng 2 Tết, nạn nhân đeo bó bột gây bức xúc. Đi chúc Tết nhầm nhà, tiện tay trộm luôn điện thoại đắt tiền. Quỳnh Anh rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin an ninh trật tự những ngày đầu năm 2022. Mong rằng năm mới với những khởi đầu mới sẽ đem lại cho chúng ta nhiều thông tin tốt lành hơn. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh, bé trai nuốt đồng xu mắc ở cổ khi đi chúc Tết trong ngày đầu năm. Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời một bệnh nhi bị hóc một dị vật rất nguy hiểm ngay trong những ngày đầu năm mới. Bệnh nhi là một bé trai 5 tuổi, nhập viện trong tình trạng có dị vật mắc ngang, chặn bít thực quản đoạn trên. Được biết trước đó bé cùng cha mẹ sang nhà họ hàng, mừng tuổi chúc Tết. Trong lúc nô đùa cùng các anh em bạn bè cùng trang lứa, bé lấy đồng xu ngậm chơi rồi bất ngờ nuốt và nghẹn ở cổ họng. Phát hiện sự việc, thấy con ho sặc sụa liên tục, cha mẹ bé hốt hoảng đưa con đi cấp cứu. Trước đó trên trang fanpage của bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Đức Lộc, trưởng ekip nội soi gắp dị vật cho biết. Bé hóc nghẹn sẽ khó thở, nguy kịch nếu mắc kẹt ở ngã ba hầu họng và đường thở. Nếu mắc đường tiêu hóa không được xử lý đúng và kịp thời, bệnh nhi sẽ bị viêm loét do thủng thực quản và viêm loét dạ dày với nhiều hệ lụy khó lường. Nguy hiểm hơn, lâu ngày sẽ làm tổn thương, thậm chí là thủng thực quản dạ dày. Cũng theo bác sĩ Lộc cho biết, các triệu chứng hóc dị vật thực quản dạ dày thường xảy ra là đau họng, vướng ở họng, đau ở vùng ngực, đau bụng. Một số trường hợp bị đau ở dạ dày dễ gây nhầm lẫn với bệnh đau dạ dày thông thường. Khi bị hóc dị vật, ngoài biết cách sơ cứu đúng, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh có phương tiện nội soi để mau chóng lấy dị vật ra đúng cách. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ đùa nghịch, cười đùa, khóc to, sợ hãi khi đang ăn, chơi các đồ chơi, thức ăn đậu hạt vừa miệng ở độ tuổi dễ ngậm mút mọi vật. Cũng theo thông tin từ bác sĩ, bệnh nhi nhập viện lúc 9 giờ và xuất viện lúc 14 giờ ngày mùng 1 tháng 2, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Toàn quốc mở cửa trường học ở tất cả các cấp từ ngày mùng 7 đến ngày 14 tháng 2. Vào chiều ngày mùng 3 Tết nhâm dần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán từ ngày 31 tháng 1, 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 tháng 2, mùng 2 Tết và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Về tình hình dịch bệnh, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ Tết, từ 29 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 12.200 ca mắc và 100 ca qua đời, thấp hơn so với tuần trước đó. Mỗi ngày ghi nhận khoảng 15.300 ca mắc và 140 ca qua đời. So với tuần trước, số ca qua đời trong tuần giảm 22%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 15,1% và số ca nặng nguy kịch giảm 22,4%. Trong 5 ngày nghỉ, cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa xuân với hơn 782.000 liều tại 30 tỉnh, thành phố, trong đó có 92.689 liều mũi 2, 339.512 liều bổ sung và 311.221 liều mũi 3 liều nhắc lại. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đã quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đưa học sinh trở lại trường sau Tết. Theo tổng hợp, 100% các trường đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2. Toàn bộ 63 tỉnh thành phố đã lên kế hoạch cho học sinh trung học đi học từ ngày mùng 7 đến ngày 14 tháng 2. 60 tỉnh thành phố đã có kế hoạch với học sinh tiểu học, mầm non, còn Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đã lên kế hoạch nhưng phải chờ việc lấy ý kiến phụ huynh để ấn định ngày đi học cụ thể. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các ý kiến cơ bản đồng tình với các báo cáo và bổ sung thêm nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát tình hình, phản ánh toàn diện các công việc triển khai trong dịp Tết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ mới. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cùng đóng góp ý kiến để sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng ban hành chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết và quý 1 năm 2022. Thủ tướng yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo để các cháu đi học an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý và giúp các phụ huynh học sinh bớt lo toan. Thủ tướng cũng yêu cầu chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cố gắng từ 30 tháng 3 sau khi cơ bản tiêm mũi 3 cho các đối tượng chỉ định và có quy định kiểm soát xuất nhập cảnh hợp lý. Người đứng đầu chính phủ tiếp tục nhấn mạnh tinh thần chung là khi chính sách đã ban hành thì phải thực hiện nghiêm túc, thống nhất, nhất quán trên toàn quốc, không có lý do gì để các địa phương ban hành các quy định trái với quy định chung. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp bắt người phụ nữ vận chuyển 72 bánh chất cấm vào ngày mùng 3 Tết. Ngày mùng 3 Tết nhâm dần, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 114 bánh chất cấm. Theo đó vào 4 giờ 15 phút ngày mùng 3 tháng 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với cục phòng chống hàng cấm bắt quả tang Giàng Thị Sông, 34 tuổi, ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai, vận chuyển 72 bánh heroin bằng xe máy trên quốc lộ 279 thuộc huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai. Sau đó khoảng 30 phút, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng triệt phá chuyên án bắt giữ Trang A Má, 30 tuổi, ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, thu giữ 72 bánh heroin và một xe máy. Tổng số chất cấm thu giữ từ hai đối tượng trên là 144 bánh heroin. Mở rộng điều tra chuyên án, cơ quan chức năng bắt giữ thêm hai nghi phạm trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất cấm là Tần A Trả, 43 tuổi và Tráng A Lù, 43 tuổi. Hai vụ vận chuyển hàng cấm trên nằm trong đường dây đưa chất cấm từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào vào Việt Nam để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin kế tiếp. Kẻ cướp giật dây chuyền người đàn ông ngày mùng 2 Tết, nạn nhân đeo bó bột gây bức xúc. Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc cướp giật ở Biên Hòa vào ngày mùng 2 Tết. Vụ việc xảy ra tại khu phố 13, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa vào khoảng 11 giờ sáng ngày mùng 2 Tết thời điểm này hai người đàn ông đang đứng bên đường trò chuyện thì hai đối tượng lái xe máy chạy qua thấy con mồi sơ hở hai kẻ này đi một vòng rồi cùng quay xe trở lại sau đó đối tượng đi sau áp sát giật dây chuyền trên cổ người đàn ông đang cởi trần tay còn đang bó bột cú giật mạnh khiến cho nạn nhân ngã nhào xuống đường chứng kiến sự việc người đàn ông đứng cạnh vội chạy đuổi theo tên cướp nhưng không kịp Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ vòn vẹn khoảng 30 giây, nhưng khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc vì sự táo tợn, liều lĩnh của những kẻ gây án. Tết nhất tay ông chú bó bột cũng không tha, trộm cắp cướp giật, dở lộng hành quá, một người bình luận. Cái này nó còn nguy hiểm hơn trộm chó gấp trăm ngàn lần, nhìn nạn nhân ngã sóng xoài mà thương, một bình luận khác của cư dân mạng. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Đi chúc Tết nhầm nhà, tiện tay trộm luôn điện thoại đắt tiền, Mới đây, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tâm, 42 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, để củng cố hồ sơ khởi tố hành vi trộm cắp tài sản trong lúc đi chúc Tết. Theo đó, chị Phạm Thị Hồng Vân, 30 tuổi, hộ khẩu tại 29 Trường Sơn, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, tạm trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, đến Công an phường Nại Hiên Đông trình báo về việc chị bị mất trộm tài sản. Theo chị Vân, vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, chị Vân nấu ăn ở căn hộ 505, trung cư E2, phường Nại Hiên Đông, xong thì vào phòng nằm nghỉ. Sau đó chị nghe có tiếng động có người vào căn hộ, nên ra ngoài kiểm tra thì phát hiện điện thoại để trên bàn ở phòng khách đã biến mất. Chị Vân cho hay điện thoại chị mua tháng 10 năm 2021 với giá 18 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Nại Hiền Đông đã tiến hành truy xét, xác minh và bắt giữ Nguyễn Thanh Tâm khi đang đi trên cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Lực lượng chức năng thu giữ trong người Tâm chiếc điện thoại của chị Vân. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận vào thời điểm trên, Tâm đi qua căn hộ ở trung cư E2 của người quen để chúc Tết, nhưng vào nhầm phòng 505 của chị Vân. Thấy nhà không có ai, Tâm đã trộm chiếc điện thoại trên bàn rồi bỏ luôn việc đi chúc Tết, đón taxi về công viên 29 tháng 3 ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để ngủ trên cầu vượt dành cho người đi bộ ngang đường Nguyễn Tri Phương. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Đến đây cũng là lúc Quỳnh Anh phải nói lời chào tạm biệt đến quý vị. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng với kênh tin tức Việt trong suốt một năm vừa qua ngày đầu xuân năm mới xin kính chúc quý anh chị cô chú có thật nhiều sức khỏe tiền vô như nước tiền ra từ từ công danh tấn tới hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp